Rồi hello anh em ha, mai lên hàng siêu độc cho anh em ha. Cái con này là con máy cưa mà xài sử dụng pin nha anh em, công suất lớn à. Nó không phải là máy Trung Quốc ha, cái này là máy bãi vậy anh em, là hàng chính hãng của Đức ha, sản xuất tại Đức ha. Em search trên cái web bán tại nước ngoài anh em, anh cứ anh em cứ search lên là Austin nè, MSA120C anh em, MSA120C là anh em sẽ ra cái mã của nó, MSA120C anh cứ search lên mạng ha. Cái giá bên nước ngoài hiện tại là đang 13 triệu tiền Việt mình anh em, 13 triệu tiền Việt nha. Con này là con hàng bãi, đã sử dụng bên nước ngoài, chưa sử dụng ở Việt Nam anh em. Nhưng mà mấy hàng pin thì anh em cũng biết rồi, về thì nó không có pin anh em, nên là em mua cục pin này từ bên nước ngoài về luôn anh em, pin mới luôn nha, từ bên Nhật về luôn. Máy Đức mà pin này thì em mua bên Nhật anh em, bên Austin luôn ha. Em mua cục pin này nó gần 2 triệu anh em, gần 2 triệu cục pin này. Tại vì hàng bãi thì mình lụm được ra bãi thì mình cái lô hàng mình về chỉ được cục sạc nè, cục sạc là sạc pin anh em, chứ một cái máy thang máy thôi không có pin. Cái em mấy đi mua đặt pin bên nước ngoài về 2 triệu với cái cục sạc này, với cái máy này em bán là 4,5 củ anh em, 4,5 củ anh em, hàng độc anh em. Giá mới hiện tại là 13 triệu tiền Việt mình anh em. Anh em lưu ý nha, lam sơn là zin theo máy anh em. Cái lam này nè nó 5 tắc ra 4 tắc rưỡi 5 tắc gì đó anh em. Sơn còn khoảng 80% 90% nha, làm zin theo máy luôn. Nè, đẳng cấp cho anh em. Này về anh em lấy bát anh em chùi ra nó như mới luôn anh em. Cái này con này thì pin thì anh em biết rồi đó, nó chạy rất là bền nha anh em. Chạy rất là bền luôn. Tại vì nó có đơn giản lắm, nó có cục tua ở trong mà, chứ cục pin là nó chạy rồi. Sạc anh em thấy uy tín chưa? Chà bá nện luôn anh em. Sạc này xài điện 220 mình luôn anh em. Nên rất là tiện dụng ha. Anh em về cưa bỏ cái chấu này ha. Nếu anh em có cổ ba chấu luôn á thì anh em ghim vô sạc luôn, còn thôi anh em cứ bỏ cái chấu này nha. Để anh em sạc hai chấu này ha. MSA120C nha anh em. Rồi em bán 4,5 củ nha anh em, pin là pin mới nha. Rồi em test cho anh em nghe nè. Con này dễ sử dụng lắm nha anh em. Anh em chỉ cần bóp nút này vô ha. Cái nút này là nút gài ga nha anh em. Anh em không bóp là bóp cái dưới không được nha. Nè bóp không được nha anh em, bóp không được nha. Anh em chỉ bóp nút này vô nè, anh em nha, bóp vô anh em để tua nó cũng rất là lẹ anh em. Phải là không ra nhớt đâu nha anh em, nhớt nó nè anh em, nhớt nó mới chát luôn anh em, nhớt lam nó là mới chát luôn anh em, tại quay trong video anh em nhìn không thấy nha. À, nhớt nó là nó chưa sử dụng nhớt cũ bên mình luôn ha. Đây mình chăm nhớt nó nè anh em, nhớt nó trong veo luôn. Rồi con này 4,5 củ ha, anh em nào cần thì liên hệ em ha, hàng siêu độc anh em. Anh em cứ search lên nước ngoài ha, trang nước ngoài hiện tại bên nước ngoài nó bán tại nước ngoài thì tính ra tiền Việt của mình là 13 củ anh em, 13 triệu nha. Cực kỳ đẳng cấp nha, máy sản xuất tại Đức anh em. Bên này em mua hết 2 triệu rồi, chỉ bán cái cục sạc này với thang máy với cái lam này 2 triệu nữa là 2,5 triệu là 4,5 triệu nữa anh em. Anh em xài hết pin đem vô sạc tiếp. Đem vô sạc xài tiếp. Không tốn miếng xăng luôn.